Ngõ nhỏ vang xa hẹn bình minh xuống chờ, chờ tình đã hẹn gặp lại giữa chợ phiên. Hồi vui cao vai cùng nhau xuống núi, bạn gần bạn xa ta về đây đủ hồi. Điều xòe ôm nghiêng vui hồi xuân lòng tầm, sắc màu thổ cầm vai áo nụ cười duyên. Đàn ngồi hai bên say trong câu hát đắm say lẫn đầy lời ca tha thiết. À hỡi những kèn ngân nga gọi người thương xuống chờ, chờ tình đã hẹn tìm bạn giữa chợ phiên. Lời ca giao duyên cùng nhau xuống núi, mời bạn gần xa ta về đây chạy thôi. Phen ôm nghiêng anh cùng em xuống chờ, sắc trang cầu cầm rực rỡ nụ cười duyên. Cùng lại những hôm nay mê say đắm cố, đắm say đắm say rượu mù mệt lá. Tóc dựng ngay đâu? À ừ, ừ đấy. Vẫn mượt đẹp trai à? Ừ. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang vào nhà cô Toán tí hon. Hôm nay trong cái chương trình đó là ông Ngọc ấy sẽ ngả nốt mấy cây giúp cho nhà cô Toán. Đấy. Thì là bây giờ Hoàng Hiền vào đó thì ông đã ở đó rồi. Thì sẽ tiến hành ngả cây để cô Toán dựng chuồng trại chăn nuôi phát triển kinh tế. Đấy. 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 Mấy cái cây xoài rất là cao các bác. Cây đấy là mấy hôm nay là bạo ngã nhưng mà nó mưa liên tục các bác. Đấy, các bác nhìn này, rỗng vẫn còn nước. Đấy. Cây cối xung quanh nhà cây cao sợ lắm. Ngã mưa gió đổ vào nhà, sau này mua vật nuôi về nữa là nó đổ vào chuồng trại là nguy hiểm lắm. Đấy. À đây rồi, ông Ngọc đây rồi. Ông Ngọc đã xuất hiện rồi. Đây, cầm que, cầm que. Ha. Đây, que cho cắn rồi. Đây. Vác gậy tôi cũng không. Ấy dạ. Ấy dạ. Ấy dạ. Ô ông Ngọc, kia ông Ngọc kia hả? Ờ, kia. Chào ông Ngọc nhá. Xin chào cô Toán tí hon. Ấy dạ, nước trong này vẫn đọng. Vâng, đây ông Ngọc đi. Hai cái xoan này mà đổ thẳng vào trong này. Ừ. Hai cái xoan này. Cái chám này, cái xấu này. Còn cái cây này. Cái này đợi họ ngả ngô các bác ạ. Ừ. Đấy, đợi bà con ngả ngô đây. Bà đợi ngô lên ngả mới cắt được. Tại vì cái này to mà không ai đổ lên lát ngô của bà con. Đấy, mà nó đổ vào đây thì nó lại vỡ tấm lợp của nhà chú bên này. Đấy, không được. Đấy. Nhà anh Đông là mấy cây xoan ngã để làm gì? Bán đi. Nó quang đãng này. Cây to gần nhà nguy hiểm á. Ừ. Bạn này chỉ con thì thấy rồi.
Tính rồi là tốt. Ấy già. Anh Đông ơi. Quay chụp kiểu ảnh anh Đông tí hoan này. Một ai ba Hà qua đây Hà. Hai cô Toán ra đây. Hai ba rồi đẹp rồi. Ừ. Không. Đấy. Bé nôi hướng bên này này. Đây cho anh Đông với cô Toán thôi. Hai diễn viên tí hoan. Rồi Toàn với lại Hà vào nhà đây con. Vào nhà đi. Vào nhà. Vào nhà con. Đấy. Ấy giờ. Đấy, hai diễn viên tí hoan thôi đây. Ừ. Ờ. Tí mà nó đổ con anh phải chạy ngay nhá. À, anh Đông ơi. Tí đổ hoa chạy hết cỡ tốc độ này này. Ấy giờ. Một hai ba phát chạy. Một hai ba chạy à? Ờ. Ừ. Nhắm vào chân nhé. Nhắm vào chân. Đây ông đang cầm máy cắt. Ừ. Một hai ba. Nối mạnh nhá. Nó mạnh quá đây. Rồi nhá, rồi chạy nhá. Chạy bên này nhá. Mạnh không? Mạnh không? Mạnh. Ờ, tí nữa đứt rồi. Đâu mạnh nghe, đâu mạnh nghe. Càng đẹp đây. Càng ngào thôi, càng ngào. Dài ơi. Kéo yếu quá. Kéo hơi yếu. Thôi đấy cậy anh đâu ạ. Cậy được. Ừ. Ôi rồi cậy cậy cậy. Đã, được rồi. Ui dồi. Từ rồi. Ngã rúi rụi. Rồi, cái này bé không sợ. Rồi, ra thẳng gốc xoan đứng à. Từ đó không buộc đó. Đâu vậy quê? Thế à? Ờ. Để đấy cô Toán ơi, cắt đã. Ừ. Ê, nồi mạnh. Đó, 1, 2, 3, ui, ui.
Mày, mày thì có cái gì? Cháu đứng nó về đằng chỗ anh ấy chứ mà. Chỗ này Hiền, Hiền Hoàng Hiền nhỉ? Đây. Nói mạnh không đổ vào vườn đấy. Đâu ấy, nôi mạnh ấy. Nôi mạnh không? Đổ ấy, đổ ấy, đổ ấy, đổ ấy. Thả, 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 thả. Ờ. Ôi, ông bị kẹt cưa rồi sao? Kẹt cưa đấy à? Từ này toàn diễn viên tí hon kéo. Chú Lâm này điên cỗ các bác không có nhà. Được, bên đấy được, nó không xa đâu Ngọc ạ. Vấn gì đâu, đấy là vướng cái khe, khe của cây này này. Ôi, bỏ tay ra. Bỏ tay anh đâu rồi? Cho nó bành. À. Nó yếu quá. Không lấy được ra. Bây giờ nôi mạnh nó có bữa hay đó. Thế thì mới bảo là phải lôi. Ông nôi mạnh cho nhấc cái cho nhấc máy ra cho. Đang đổ. Ừ, nhưng mà ông ra lôi luôn thì là mình tổng lực nó bánh. Hả? À? Có dao đâu cô Toán ơi. Ờ, cầm cầm con dao ấy. Đang kẹt cứ. Vâng. Cơ bản là không có người kéo. Bây giờ chỉ cần kéo xong bên này phát là. Vâng. Đang đổ xong bên này đây này. Biển lôi mạnh này phía bên phát là ông ra tổng tổng lực lôi phát là nó bành ngay. Đi ra cháu lôi cho. Đi. À, tất cả cùng lôi phát nó tổng lực. À. Ôi ôi, ôi chạy ông chạy ông chạy đi ông chạy đi. Ôi rồi rồi rồi. Đẹp đẹp đẹp. Đấy. Quá đẹp. Ừ. Ổn rồi. Hả? Ừ. Nhìn nó in in cái mác đấy luôn nhỉ. Đông gì? Đâm gì? Đâm chị Hoan. Hoàng gì? Hoàng Hiền. Đấy cái đấy em cho cần đứt đôi cái đấy nào các anh.
Vừa đẹp. Vâng. Mày lấy dao tránh đâu. Ừ, lại không bể đâu. Đi vào vào, ông ngã nốt cây. Ừ. Đấy, còn hai cây nữa. Cây này tí nồi thận đổ vào bếp. Cậu tí còn mệt chưa? Chưa mệt. Khỏe đấy nhỉ? Ừ. Nồi mạnh đấy. Ừ. Này hai diễn viên tí hon nồi cây. Ấy à? Quế với lại Hà làm gì á? Chơi trò chơi à? Đôi bạn. Đây chám được các bạn. Cắt để chả làm gì. Sau làm chuồng trại đây. Cơ bắp nào, xem cơ bắp này. Ồ, bén này này. Bén bén này, bỏ cứ bỏ trắng này. Bén này, bén bén cơ đi, bén cơ đi. À. Ai già. Bén này, bén này, bén này giờ. Bén này giờ. Đâu, bén 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 hẳn đi, tôi nhìn thế này. À. À. Gần hết cơ. Gần hết cơ. À chú gái, chú gái. Cười lên cho vui. Cười. Nhìn như đi nước kìa. Đẹp đấy không ạ? Đẹp đấy. Ờ, khỏe đấy. Chuột nổi cuồn cuộn lên đấy. Được tiền. Đấy. Cái này mà là trăm cái là được khối quả đấy. Đó. Vâng. Nhưng mà tám được, chả được quả nào. Ừ. Củi thôi, tám được. Chỗ này ngồi đẹp ấy nhỉ, điểm view đẹp ấy. Cái này vừa thoải mái. Ừ. Thơm năn rồi. Ừ. À, ông Ngọc chặt cái kìa. Cái này 100 cái tầm này rồi là bói đầy rồi. Ừ. Ừ. Đổ đấy Ngọc ạ, đổ đấy. Đấy, dùng cây đấy. Đấy, rồi. Ừ. Thôi, chặt đi nhanh nhanh đi. Ăn gì này, ăn cỏ ấy. Ăn gì nó chán. Rồi. Kéo đấy, bắt đầu kéo đấy. Ây da. Quá đẹp.
Chào cô nhá. Đẹp quá. Vâng. Còn cây sấu me me đó là hoàn thiện là xong. Kimilo gặp anh Đông đi cùng là vui như tết đi. Bắn hết đầu này ra chả không có chứ chàng tí buộc ấy. Đâu rồi? Đấy, cứ ra đi, kệ tí không buộc. Đó, anh cứ để đấy, tí không có chèo anh buộc. Anh không? Được. Cứ để, đây rồi bác ạ. Rồi. Giữ sự giữ thang cho ông cái trượt chân hả à. Hả à? Trượt cái ừ. Cái này phải nôi mạnh á, cái này không nôi đổ bên này đấy. Ấy da. Bố toán vào đi. Vào đi, bố toán ra. Đó. Đây ở trên đây nặng đấy. Lôi mạnh không đổ bếp đấy. Lôi mạnh à. Mạnh à, mạnh à, không đổ bếp đấy. Đúng rồi, đúng rồi, ok, đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi, ok. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời luôn rồi. Anh cho cuốn cái chặt. Ấy nhỉ, cuốn chuyên nghiệp phết nhỉ. Ấy nhỉ. Đấy. Toàn như bác Đông cuốn lên sau học tập nhá. Đấy. Đẹp đấy. Được, được, được. Lại 10 điểm à? Lại 10 điểm.
ngoài muỗi diễn nhiều nhỉ. Ngã cây nó đỡ này, toàn đang bị gãi đúng không, nhiều muỗi diễn đó. Rộng rạp ẩm thấp, đưa toàn cất đi con. Này con cất đi. Thế là ngã hết mấy cây này quá đẹp rồi. Thoáng mát, đỡ muỗi diễn. Tiếc nhỉ. Cây này mà là cây cái nào lại có tiền á. Chám này đắt 100.000 cân các bác. Chám đen này. Cây nào mà quả to to nữa thì thi nhau mua. Vâng. Nếu mà chấm cái thì tầm này đã có tiền rồi. Được rồi. Đấy xong cô cũng lấy ra làm củi. Vâng. Cái nào để làm chuồng bò này là. Vâng. Xe máy của Ngọc. Máy của Ngọc đã bị kẹt. Không có sao. Máy có sao không Ngọc? Nữa nữa không có đề gì. À. Ông về nhá. Vâng vâng. Vâng vâng nhá. Vâng. Vâng. Thôi cô Toán nghỉ ngơi đi nhá. Cháu bên trong tí hon quay về đó. Ui không, nhà cháu đầy gà. Nhà cháu nhiều gà lắm. Vâng. Vâng vâng. Cháu chào cô nhá. Vâng. Không, nhà cháu rất nhiều gà. Không không. Không 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 không. Được tí hon. Không 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 không. Nhà cháu nhiều gà mà trong đấy. Không 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 không. Con chào bà nhá, cháu chào cô Toán. Vâng vâng. Vâng vâng. Cô Toán vào tặng Hoàng Hiền gà với hấp bia. Nhưng mà nhà Hoàng Hiền đầy gà. Ơ vào nhà đi con. Đi vào nhà đi. Con đi vào. Quế đâu rồi? Đỡ vào làm cùng mẹ đi. À Quế mới hàng ra ngoài kia rồi à? Nhá. Mù chê quay về à? Anh Đồng Tí Hoàn giỏi rất nhanh nhẹn này. Biết tếu táo trêu các kiểu. Đang làm gì? Đột kích dò đường à? Em bà đây. Chị vận khả nha. Bà đi Hà ơi. Bà đi em ơi. Quế về nhà đi con ơi. Về nhà mẹ đi. Đó giờ bò này anh trong ơi. Đây, đây. Anh nhớ không chơi anh bẻ ngô bên này không? Đâu. Đây này. Không chơi anh bẻ ngô nhanh như máy ở đây gì á. Bẻ tốc độ. Quá nhanh tốc độ. So hôm đấy mới hôm ốm khác hoàn toàn nhỉ. Không bộ ốm hỏi không buồn nói bé tí không đấy nhà rồi số rét mỏi quá. Cái dạo này anh có bị nữa không ăn đã. Ăn thì không bị nhưng mà nói hơi ấy sao hơi mỏi. Hơi mỏi à. Thế cái chỗ trước ngực anh có bị đau nữa không ăn đã. Khỏi rồi à. Thế là chỉ đi ăn đi giả lên đi ít tiền 4-5 lá dầu. Nó giàu à? Làm gì? Ăn để cọ rồi bơi đi cọ chì muối vào chỗ ấy. Không bao giờ ăn quấn. Quấn làm gì? Đã ăn đi. Ăn á? Ây dạ. Thế là nó chết luôn. Ai bảo anh làm thế? Hả? Ai bảo anh làm thế? Chực ăn đi, đau quá là ăn. Ui dồi. Ăn đi. Đau phải uống thuốc chứ. Dạ. Cái đấy cao quá bạn. Cái đấy phải hôm nào ngô tốt, ngả ngô, lát ngô bạn. Xin chào bác Sơn nhá. Cháu,
cao dấu. Anh em Hoàng Hiền với Phạm Đông là đi cháu vừa vào nhà cô Toán ngã cây bác. À đây. Vâng. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. À đây. Vâng. Rồi. Chơi xoan chơi chơi chán. Bây giờ có dám. Đến có ủng hộ và vác được cái ít nào hay là kéo cây đây. Cháu kéo cây mạnh lắm. Nó bắt đầu luôn. Này, xuống coi như là động viên cô Toán bảo vượt qua nghị lực nhá. Chỉ có đến động viên thôi nhá. Cũng được gì đấy. Vâng. Vâng vâng vâng. Vâng. Vâng, xin chào bác Sơn nhá. Vâng. Vâng, chào bác nhá, cháu về đây. Vâng. Vâng vâng. Chú lại nhá. Chú lại nhá. Lúc gặp anh Đồng Tí Hoàn là vui. Đây, phải nhá. Mùi chê. Buổi chiều tối đẹp nhỉ. Cảnh là cuôi. Ngô bà con là chuẩn bị phải sới rồi này. Tối rồi này. Bà đồng chí ơi. Vâng, chào bác nhá. Hoàng Hiền. Hoàng Hiền Đông Tí Hon. Chứ giờ này còn có Toán Tí Hon nữa. Rất nổi tiếng à. Em đi dạy đi dọc đường có bác nhận ra hết mà. Đó, đi làm ấy. Vẫn khung cảnh làng quê quen thuộc và rất là đẹp và yên bình. Và quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Bây giờ thì Hoàng Hiền và anh Đông Tí Hon quay về và Hoàng Hiền cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả cùng toàn thể gia đình đang theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Hiền. Cháu chào Thím nhá. Ơi, cắt ngồi Thím. Vâng, vâng, vâng. Đấy. Vâng. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả cùng toàn thể gia đình đang theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Hiền. Dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh Hoàng Hiền để ủng hộ Hoàng Hiền các bác nhá. Hoàng Hiền cảm ơn các bác. Em xin cảm ơn cho bác. Bạn phải ạ. Vâng. Làm ăn năm sớm. Vâng. Chúc mừng năm sớm. Chúc mừng năm sớm à? Ờ. Xin chào các bác nhá. Gặp anh Đông là vui quá anh Đông ạ. Các bác xem video. Các bác xem video rất là vui. Ừ.